Em Hào Hào Hello, chào mọi người nhé. Hôm nay mình quay clip chia sẻ cho mọi người xem công việc của mình nhé. Người công việc ngoài clip làm hài hước, ẩm thực. Mình đi làm, mình giúp đỡ anh em mình nhé. Đây mình hôm nay mình đào giếng, mình quay, mình chia sẻ cho mọi người xem nhé. Đây công việc mình đi đào giếng nha. Đây mình đang ở trên giếng, đây là cái trục quay mọi người ơi. Chắc là mình quay chi tiết bên dưới cho mọi người xem nha. Như các bạn như theo dõi clip của mình nha. Đây làm bữa nay nắng quá các mọi người. Đây làm cái máy che đây cho nó đỡ nắng này. Đây chắc nữa hai anh em mình sẽ quay đất nha mọi người nha. Quay đất rồi quay nước cho nó lên. Các bạn nhớ theo dõi clip của mình nha. Mình quay cho mọi người xem đây. Đấy, đây giếng sâu lắm bạn ơi. Đó, thấy chưa? Không thấy đáy luôn mà, sâu lắm. Đây mình quay nước lên nhá. Rồi được chưa? Rồi quay lên đi. Đó, thằng em quay một mình nhá, mảnh lắm á. Đây này. Đấy. Quay một mình vẫn ok mà. Nhưng mà quay hai người thì nó đỡ mệt hơn á. Quay mình phụ thôi. Đây. Đó, nước nó lên rồi. Đấy. Đây, nước dơ không? Thôi đi đổ đất mọi người ơi. Mình lên. Đất cả đống luôn à. Để mình xem đường nước chảy này này. Đấy, nước mình quay bằng cái xô của nó. Đây không phải lên bơm đâu. Tại vì nước nó mới ít quá. Này, chỗ mình làm đây. Đi vào rồi. 20 mét các bạn ạ. Mệt quá.